đố vui bờ lớp lút, thì đáp án ở video trước là trái dâu cất hay còn gọi là tên lửa. Và đây là một vài người đã trả lời đúng. Ok, tiếp tục với video. Đố vui bờ lớp phờ lút, thì trái này là một trái cũng phế không kém. Sau bản cập nhật thì mặc dù trái này có chút thay đổi về mặt hình dạng và hiệu ứng, còn skin thì vẫn giữ nguyên, đéo khác cái mẹ gì. Nên trái này thì chê đi chê xuống, và được bán với giá là 7.500 Đố anh em biết đó là trái gì?